Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến nhà văn Chu Tấn mới gửi cho tôi một bản tin nói rằng là Tàu Cộng không sợ Hoa Kỳ nhưng mà khiếp đảm đối với Elon Musk. Lý do là vì cho đến bây giờ, cuộc chiến của Ukraine mọi người trên thế giới đều thấy quyết định phần lớn là do vấn đề Internet, do vấn đề truyền tin. Hôm nay là có một nguồn tin mới là cho biết là ông Elon Musk đã gửi những loại hệ thống trang bị mới cho truyền tin của Ukraine thay 15.000 bộ phận mà ông đã cung cấp vào ngày 26 tháng 2 vừa rồi để mà liên lạc quân đội và tiền phương. Và đến bây giờ ông ta lại đưa ra một cái loại hệ thống mới, cũng lại 15.000 võ khí khác về vấn đề Internet để cho giúp cho quân đội của Ukraine dễ liên lạc hơn với lính tráng, với tiền phương và hậu cứ, làm cho chính phủ được tự do và dân chúng của Ukraine được mạnh trong vấn đề truyền thông với thế giới. Lý do là bây giờ Elon Musk đã có trên 2.500 vệ tinh về truyền tin trong vòng 60 cây số trên và dưới ở không trung, bay lớn vẩn trong quỹ đạo của quả đất, đến nỗi mà Nga thù ghét dọa là bắn rớt, Elon Musk vẫn nói rằng chúng tôi sẵn sàng chờ quý vị cứ việc bắn, mà coi chừng bắn chúng tôi không trúng mà lại trúng những loại vệ tinh của quý vị hay là của Tàu Cộng. Và Tàu Cộng đến bây giờ cũng vậy, ca tụng Elon Musk và đang bắt chước đường lối của Elon Musk. Hiện nay Elon Musk đã có 2.500 vệ tinh về truyền thông trên thế giới, ở trên vũ trụ. Tàu của Tập Cận Bình tuần vừa rồi đã phóng lên 2 vệ tinh nhỏ để mà đưa vào không gian để liên lạc vấn đề thời tiết. Và tàu cũng lại ca tụng rằng chúng tôi không có tham vọng cao như Elon Musk, chúng tôi là những cỏ con. Bây giờ là phóng 2 vệ tinh, đến cuối năm 2025 chúng tôi hy vọng phóng thêm vào khoảng 10 vệ tinh nữa. Rồi đến cuối cái thập niên này chúng tôi hy vọng có 65 vệ tinh. Bởi vì cả thế giới này không ai có thể qua mặt Elon Musk. Nó bắn một lúc là 40-50 vệ tinh. Cái vệ tinh Starlink của bên Elon Musk nó vừa nhỏ, nó vừa nhẹ, nó lại vừa rẻ. Cho nên người ta phải công nhận Do Thái là một dân tộc quá văn minh và thông minh như thế. Thì đến giờ này Tàu Cộng không sợ Biden, nhưng mà sợ Elon Musk là như vậy. Và Tàu Cộng còn đang lo là vì nếu cuộc chiến xảy ra với Đài Loan thì Tàu Cộng không thể nào đối chọi được với Elon Musk về vấn đề truyền tin. Hôm nay với cái loại hệ thống mới của Elon Musk giao cho chính phủ Ukraine tạo ra những cái niềm tin và những chuyện dễ dàng, đến nỗi mà người ta quân đội của Nga đóng ở đâu, Ukraine người ta vẫn có cái tọa độ. Và người ta bấm cái tọa độ đó thì đương nhiên quân của Nga bị tiêu diệt. Tất cả những cái phi cơ không người lái, tất cả những loại đại pháo 155 ly, tất cả những cái loại vệ tinh và những cái loại hỏa tiễn tầm ngắn của Ukraine do Âu Tây viện trợ rất thành công và hiệu quả tấn công các đoàn xe tăng của bên Nga. Bởi vậy cho nên ông Tổng thống Zelensky công khai ca tụng rằng một trong những cái lý do chúng tôi chiến thắng trong cái trận chiến với Nga, mặc dù quân của Nga bằng 10 quân của Ukraine, võ khí của Nga hàng chục lần nhiều hơn của Ukraine và tối tân hơn, nhưng Nga vẫn bị thất bại thê thảm là vì nhờ Elon Musk. Và vì thế cho nên Nga bây giờ đang cố gắng để mà tiêu diệt Elon Musk. Nhưng mà không phải là dễ, lý do là vì Elon Musk có hàng trăm vệ binh, trăm những người hậu vệ. Vì thế Nga không làm được gì cả. Cũng giống như là Putin, rất đông bảo vệ, cho nên muốn ám sát không phải là một chuyện dễ. Rồi câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề tại sao kinh tế của Hoa Kỳ áp dụng đúng cái đường lối của Cộng sản là như thế nào. Là nó chủ trương tiêu diệt những người giàu. Quý vị biết rằng là Biden
là một tên rất ghen đối với người giàu, Elon Musk. Mọi người trên thế giới đều biết rằng Elon Musk, cái công ty Tesla sản xuất nhiều xe hơi nhất thế giới. 75% xe điện chạy ở Hoa Kỳ do Elon Musk chế tạo. Đàn em của Elon Musk là General, Chevrolet, là Ford. Nhưng mà Biden không bao giờ mời Elon Musk để mà ngồi họp về vấn đề xe điện. Biden cũng không bao giờ ca tụng Tesla của Elon Musk. Mặc dù 4 chiếc xe chạy ở trên đường của Hoa Kỳ thì 3 chiếc về điện là xe của Tesla. Mà Biden chỉ đi khen Chevrolet, Biden khen xe Ford. Ngay cả cái vấn đề đi thăm công ty cũng chỉ đi thăm công ty xe điện của Ford. Làm cho thế giới người ta cười, người ta biết rằng Biden là một tên ghen đối với tỷ phú Elon Musk. Và khi ký giả hỏi Biden về vấn đề Elon Musk rất hay là một người tỷ phú giàu nhất thế giới mà làm chủ nhiều công ty nhất thế giới. Tesla là một công ty đứng đầu thế giới về vấn đề sản xuất xe chạy điện. SpaceX là một công ty không gian lớn nhất thế giới. Bằng chứng là chính phủ Mỹ phải nhờ SpaceX hợp đồng đến 12 tỷ đô la để đưa các phi hành gia lên và xuống trạm không gian quốc tế. Trước kia Mỹ phải nhờ bên Putin, mỗi lần chở một phi hành gia lên là mất 90 triệu đô la. Nhưng đến Tesla, đến SpaceX của bên Elon Musk, mỗi lần chở chỉ tốn có 30 triệu đô la cho một ghế. Lời hàng 60-70 triệu cho một phi hành gia. Thế thì đến bây giờ SpaceX còn đang sửa soạn hợp đồng với NASA để đưa phi hành gia trở lại địa cầu. Và Tesla còn đang muốn tiến lên hỏa tinh Mars. Thì ký giả nói, hỏi Biden cảm nghĩ, Biden nói rằng tôi chúc chúng ta may mắn, có thế thôi. Đấy là một cái sự ghen tương vớ vẩn của mấy tên cộng sản rẻ tiền. Rồi nền kinh tế của Mỹ này đi theo đúng đường lối cộng sản là vì Biden đề cử những cái người theo xã hội chủ nghĩa. Chẳng hạn những cái giám đốc về tài chính về vấn đề tiền tệ của Hoa Kỳ là một người đàn bà tên là Sole Umarova. Người đàn bà này là đẻ ra ở bên Kazakhstan thuộc về Liên Xô cũ. Bà ta đẻ vào ngày 2 tháng 11 năm 1966 và là một người cộng sản đào tạo đã học ở mặt tư khoa. Rồi qua đến Hoa Kỳ thì bà ta lại tham gia một cái viện nghiên cứu cộng sản. Nicola Berggren là một tên cộng sản Do Thái, bố là người Lỗ Mani, mẹ là người Đức Đông Đức. Và cái tên Nicola này từ hồi còn bé đã đi theo đường lối của cộng sản, đó là đệ tử của Jean-Paul Sartre của Pháp, mà quý vị biết Jean-Paul Sartre là một tay xã hội chủ nghĩa, đã từng kiện và đã từng đấu hót thua Trần Đức Thảo của Việt Nam. Thế thì cái tên Nicola này nó lập ra một cái trung tâm nghiên cứu về vấn đề xã hội chủ nghĩa, Karl Marx, Marxist, và một trong nhân viên của nó là bà Sola Umarova. Bà ta bây giờ đang là giám đốc về tiền tệ của Hoa Kỳ. Và bà ta là một trong những cái người đưa hết những người về cộng sản vào làm việc trong guồng máy kinh tế và chính trị của Mỹ. Vì vậy cho nên nhìn vào cái đường lối kinh tế của Hoa Kỳ là người ta chủ trương là đánh thuế những người giàu và đồng thời làm cho những người giàu thì bớt giàu và làm cho nền kinh tế phong phú trở thành một nền kinh tế hư hỏng. Như bây giờ giá dầu xăng, giá lạm phát và tất cả những nền kinh tế đang có một cái mòi khuynh hướng là sẽ bị recession, bị khủng hoảng kinh tế trong những tháng ngày sắp tới khi mà Biden vẫn còn ngồi trong tòa bạch cung. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa là Biden tuyên bố với báo chí rằng sở dĩ chúng ta mà giá lạm phát nhanh là vì chúng ta có một nền kinh tế nhanh nhất thế giới. Thành thử ra đó là một cái điều làm cho quý vị thấy rằng Biden là tay bốc phét. Mà hiện nay cái nền kinh tế Mỹ nó suy sụp mạnh nhất là cái giới nghèo
là cái giới nông dân, là cái giới gọi là small business. Quý vị có biết những chiếc xe mà đã bắn cà ram, nó chạy ngoài đường, nó leng keng cho trẻ con mua. Giờ này, cái ngành mà bị phá sản đầu tiên, đó là cái ngành các chiếc xe chạy bán kem lưu động. Lý do là vì ký giả đã hỏi chuyện mà ông Ricardo, ông ta làm cái nghề bán xe cà ram này 10 năm, và đến giờ này ông ta đã thất nghiệp, ông ta bảo tôi không còn đủ khả năng. Lý do là vì trước kia mỗi một tháng, chúng tôi tốn vào khoảng độ 600 đến 800 tiền xăng. Bây giờ cũng chiếc xe đó chúng tôi phải tốn 2.500 đô la tiền xăng để mới có thể đi bán dạo, và chúng tôi bị lỗ. Bởi vì bây giờ giá xăng càng ngày càng tăng, nếu như lên trên 10 đô la một galon xăng thì chúng tôi phải đổ ít nhất 4.000 đô la tiền xăng mỗi tháng, thì làm sao chúng tôi sống. Cho nên rất nhiều người lái xe cà ram đi bán giờ này đã giải nghệ, là vì không còn đủ khả năng để mua xăng nữa. Và bây giờ Biden nó sở dĩ chúng ta giá xăng nó lên cao nhanh là vì chúng ta cần nhiều kinh tế, nói phép. Đó. Bây giờ lần đầu tiên giá xăng trung bình toàn quốc Hoa Kỳ đã lên đến trên 5 đô la một gallon. Trong cái lúc mà Biden đi vào tòa Bạch Cung vào tháng Giêng năm 2021, xăng lúc bây giờ mới có trên 2 đồng một gallon toàn quốc. Và giờ này đã lên, ngày hôm Chủ nhật vừa rồi, đã lên đến 5 đồng là 1 sen, tăng gấp hơn 2 lần. Đây là một trong những cái sự kiện mà kinh tế của Mỹ khủng hoảng và đời sống của dân chúng rất khó khăn. Nhiều người biết rằng trong những tháng tới, giá sinh hoạt tăng gấp bội. Chúng ta nên cẩn thận và chúng ta phải lo vấn đề lưu trữ những cái vật cần thiết để chúng ta trước khi quá muộn. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.